bột nếp túi nha, túi to đấy. Cái này là để dùng ban đêm này. Ban đêm à? Ban ngày cái nào? Hello chào tất cả các bạn nha, cũng như tất cả mọi người nha. Hiện tại mình đang đi dạo ngoài phố để khám phá khu phố ở Đài Loan như nào, có quán cửa hàng Việt Nam ở Đài Loan không, thì như thế nào thì mời cả nhà theo dõi video nha. Lang thang đây thùng luôn, mấy thùng mua gì, quán Việt Nam đấy nha. Đây là quán Việt Nam chi tít này, nước ngọt này, chai dầu này, đồ ăn này. Phở này, cái gì cũng có. Quán Việt Nam. Đây này là cái gì đây? Bánh trưởng khổ. Đủ mặt hàng. Đây này là bột nêm, bột canh bò kho. Đây là bò kho này. Ồ, cái bữa nào mua bò kho đấy mà phê mẹ này. Nó kho đám bộ gói này, nó bộ kho nha. 22 khoai, mười mấy nghìn. Kho dừa. Có gì nước mắm nha con không? Có. Nước mắm, miến. Dầu này. Chưa lấy mì chưa? Bánh tráng này, đây là mì nha, đây là mì. Túi nha, túi to đấy. Mì đây là mì hảo hảo ba miền. Đây là nước hoa, đây này nước hoa nha, đây nước hoa dầu đầu. Bên này là các mặt hàng này. Đây là các hàng Ino gia vị nha, bánh.你去那个做啥？你去那个现在不是乌龙看？是，嗯，到那边去乌龙看哈。啊。169。169。169。你去我下边那问问看哈，哎，现在有一种那个có nước gì xanh xanh nhé. Cái đồ Việt Nam ít nhỉ. Quác 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 quác. Đồ nó cháo rồi. Phố ra đẹp nha, này đấu phố đây, đi bên nào được, gái nhá, gái nhá, gái đây nhá, gái đi ăn hai thứ, đấy, rất nhiều quán hàng ăn, bên này rất nhiều này, quán nước này, đây là quán nước, Seven này, cửa hàng tiền lời, có mà em tải cái nó về mà gửi, có bọn nhận tiền mà gửi mà,
Đây ngay ngã tư. Chưa hỏi đây. Có tiền mà gửi thôi chứ. Trên này không có tiền. Qua ngã tư rất đông đúc. Đây là cửa hàng ăn nhanh nhá. Đây là món này, này. Còn là món ăn nhanh không. Mà đi ngược đường đi ra tông chết đấy. Đi xuôi đường ấy. Còn đây là nhà ông bán nhá. Đấy. Nhà ông bán nó còn định vào chơi nhưng mà giờ đang họp trong thôi. Bán chuyện ngay. Nó họp đi, công an. Đường phố rất được khuya đấy người. À, làm mỗi mực nướng mắm ấy, mực chiên nó ngon thôi. Nó vào nước rồi, vào thì mua nước uống. Mua số thiến có trong thường hay không, có thiếu có trong thường ấy. Anh dư sữa không? Có ấy. Em để ba nó. Cũng biết rất đầy tơ đâu. Biết mố hay? Ừ, biết mố trùng đêm. Và số thì này mua tiêu thì tay ôn tiêu thì tay bảy chục bảy à đây toàn bảy bảy tỷ. Và số thì có gì nhá, là siêu thị thì bán rất là nhiều đồ, gạo, xà phòng, bia. Cho gạo vậy, gạo đông này. Có bột thơm à? Em biết nó lại tống như... Sữa. Đây là sữa nhá. Sữa gì cũng có, đây là rượu nhá. Đấy. Anh em nào đấy, câu lén ấy. Để chống phối ruột. Chống phối ruột. Phần này là bao nhiêu tiền? 569,2 58 406. Cùng cho tiền phết dê đây. Có loại một cái nghìn mấy mà. Câu lén nghìn mấy mà. Nhưng mẹ bà chơi to. Đây. Rất là nhiều, trên nên là hàng câu lẻng này giá đâu giá. Câu lẻng có đắt hơn cả tây không nhá. Tây, rượu pha đấy. Đây là rượu nhá. Chua chua. Rất là nhiều là rượu. Châu thì bán rất là nhiều đồ. Rồi dầu. Đây là hàng gia vị nhá. Đây là ăn cho chó. Nhiều. Dầu rửa bát đấy. Nước bên đây này, nước ạt. Đâu? Xà phòng. Kem. Cung hoàn. Kem. Gãi. Là ăn mặt dầu là mặt tắm và tùm lum tà la rất là nhiều. Hả? Giá đây có 9 trị khoai một giấy này. Như khoai. Hết ở đây lại rẻ. Ừ, hết lấy. Nước ấy. Nước chín được không? Nó làm chắc cao cho nó. Em cũng cao cả. Em còn được. Có chai gì, nước gì nó. Ngon. Là chai này cho mặn. Đây là mặn nhất này. Ca không ca? Là bia. Biết là bia rất ngọt, sữa. Thạch nhá, thạch. Rất là nhiều. Thank you.
cái này. Rất là nhiều đồ ăn nhá. Đây là cá. Đấy, rất là nhiều. Đây là nhộm tóc nha. À, bên là có là, cánh nha. Cái này là để dùng ban đêm này. Ban đêm à? Ở ban ngày cái nào? Ban ngày là loài này này. Tức loài có cánh là loài nào? Loài này có cánh này. Đâu? Oh. À, loài này có cánh à? Ồ, thông nha. Thoáng mát à? À, loài này là hương vị bậc hà nha. Bậc hà quế, có quế không? Có lại quế không? Vậy là nhiều nha. Đây hương vị hoa quả nha, anh chị em nha, hương vị hoa quả. Hoa quả là chắc là thơm mát đây nha. Ừ. Mình giới rất nhiều loại nha chị em. Đây mình, chị em nào phải mạnh nha. Đấy, đây là phải mạnh à? Mạnh chuyển sang nghề có là... Mùi rất là mạnh mẽ, nắm tính. Là hai anh em mình chuyển sang nghề buôn bán này được thôi nha. Rất nhiều này, nhuộm tóc này. Đầu này. Dầu ăn này rất nhiều. Đấy, dầu ăn rất là nhiều luôn. Tô khô nha. Em chưa chồng. Em gái chưa chồng. Sau khi hai anh em đi lượn và dạo quanh phố thì cũng gặp được một cửa hàng Đài Loan bán tạp hóa, nhưng có bán các gia vị và đồ ăn, đồ uống nha, đồ Việt Nam và đồ Indo. Thì đi vào siêu thị được bán rất nhiều đồ ăn, rồi các sản phẩm rượu. Cả nhà xem video thấy hay, yêu quý mình thì cho mình một like, subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.